Xin chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 17 tháng 10 năm 2021 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi đến toàn thể quý vị một cái clip về những cái sản phẩm chống điện tử của Yamaha. Trước mắt quý vị đây là một cái mã Yamaha DD65, hàng qua sử dụng còn rất ở trên bề mặt thôi, còn đâu tất cả mọi thứ là máy móc nguyên zin nguyên bản, chưa hề bị dập vỡ, chưa hề bị gãy lát một chút nào cả quý vị nhé. Đấy thì Trung tâm Nhị Phúc bán cho bác cái với giá là 3 triệu là chưa tính cước phí vận chuyển, cước phí là khách hàng phải chịu. Thì khi mà quý vị mua hàng, quý vị chỉ việc cho họ tên, địa chỉ chi tiết, Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc là sẽ ship về tận nhà cho quý vị. Khi nhận hàng, quý vị được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng và test thử hàng trước khi thanh toán, với một điều kiện như sau: khi nhân viên giao hàng đem hàng tới thì quý vị vui lòng là bật máy quay điện thoại để chúng ta quay chi tiết từ lúc nhân viên giao hàng, và đồng kiểm cùng nhân viên giao hàng nhé. Yêu cầu nhân viên giao hàng là phải rạch thùng hàng nha, để chúng ta cùng nhau đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng. Thì chúng ta sẽ quay từ chi tiết từ lúc rạch mũi dao đầu tiên ra, và chúng ta kiểm tra đơn hàng này, quay chi tiết các góc các cạnh như trung tâm đã quay cho quý vị đây. Đấy, chúng ta cảm thấy là tất cả mọi thứ ok, không có chỗ nào bị dập vỡ gãy nát, không có chỗ nào bị hỏng hóc, thì quý vị được quyền cắm điện test thử 5 tới 10 phút, sau đó thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho nhân viên giao hàng trực tiếp cho quý vị là xong. Đấy. Đây. À, Trung tâm Nhị Phúc vừa quay cho quý vị xem chiêm ngưỡng cả mặt trên mặt dưới là chưa hề vấn đề là dập vỡ hay gãy lát hay hỏng hóc gì cả. Đấy, chi tiết cho quý vị nhé. Đấy. Rất chi tiết, rất kỹ càng cho quý vị rồi. Đấy, thì quý vị nhớ là cái thao tác là khi nhận hàng chúng ta phải quay clip lại để chúng ta cùng đồng kiểm cùng nhân viên giao hàng. Nếu quý vị không quay kíp níp lại mà đến lúc nhân viên giao hàng về rồi, hoặc là kể cả chúng ta đồng kiểm cùng nhân viên giao hàng như này chỉ gọi là nhìn bằng mắt thôi, không quay lại, thì đến lúc mà nhỡ khui ra nó bị sứt vỡ thì nó rất là khó nói. Chúng ta phải có líp chúng ta quay lại nhé, chúng ta làm việc nó dễ dàng hơn. Thì nếu mà trong quá trình mà vận chuyển bị dập vỡ, hỏng hóc, hàng bị lỗi, quý vị có quyền không đấy, và quý vị gửi cái níp đó qua cho Trung tâm Nhị Phúc để Trung tâm làm việc với công ty chuyển phát. Họ sẽ phải có trách nhiệm bồi thường đơn hàng theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận quý vị nhé. Thế còn tất cả mọi thứ ok, quý vị thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng trực tiếp cho quý vị là xong. Quý vị được quyền cắm điện test thử 5 tới 10 phút trước mình nhân viên giao hàng. Thì phía sau này, đấy, nó có ghi rõ đây rồi. Đây là chân nguồn DC. Chân nguồn DC 12V. Đó, cùng nguồn kèm theo là chúng ta sẽ cắm cái chân nguồn vào đây. Được chưa? Chân tiếp theo là chân AUX in, là kết nối nhạc phát vào cái bộ trống này. Đây, công nghệ headphone là đường tín hiệu ra dàn âm thanh hoặc là ra tay phone. Đây là hai chân pedal chân dẫm, không cần thiết là hai cổng MIDI. Thì đây. Lát nữa thì chúng ta sẽ cho khách hàng cái jack đầu trồng như này. Đấy, cái jack đầu trồng như này nhé. Jack đầu trồng sau đó quý vị về quý vị kiếm, nó sẽ có lỗ 3.5 ở phía sau này. Đấy, sau đó quý vị về quý vị kiếm cái rắc như thế này, ta cắm vào cái đít đầu trồng đó. Em chỉ cho quý vị đầu trồng nhá, còn dây rắc thì quý vị về quý vị tự thiết kế tự mua. Đấy. Thì sau đó quý vị mua cái dây AV một đầu 3.5, nó sẽ chia ra hai đầu hoa sen hoặc là hai đầu 6 ni như này, là chúng ta cắm vào dàn âm thanh chúng ta đánh, nó sẽ chia ra kênh trái kênh phải. Đấy, nó chạy ship tè nó sẽ hay hơn quý vị nhá. Đó, còn quý vị cắm cái loại một đầu vào thì nghe nó sẽ thành mono không hay. Và đây là ổ nguồn zin. Đấy. Chúng ta cắm vào 220 ta chơi. Đây, cục nguồn em mua của người ta thì người ta cũng cho cục nguồn như này. Đây không biết có phải cục nguồn zin theo trống không, nhìn thì trông có vẻ là không phải. Đấy. Sau đó chúng ta nút khởi động nguồn lên này, bật nút khởi động nguồn lên. Đấy. Và sau đó là volume ở đây, chúng ta sẽ khi chúng ta tắt thì chúng ta vặn nó volume về min, còn khi ta bật lên ta để lên 50% thôi. Đấy, mặc định nó sẽ là 001 trên màn hình. Trung tâm Nhị Phúc sẽ tặng thêm cho quý vị một bộ dùi. Đấy, dùi 5A. Đó. Rất đẹp, rất chất luôn nhé quý vị nhé. Đấy, test thử cho quý vị. Đấy, em đang test bằng con loa chuyên đánh bát. Chuyên đánh bát là đánh drum, organ. Vesson.
Con này VB60 nhá, VB60, mã là bát 40. Rất to, rất khủng, có phần EQ để điều chỉnh. Con này chơi được guitar bass, chơi được drum, chơi được organ, chơi được solo các thể loại luôn. Đấy, rất là đa năng, bát 40. Bên Trung Tây Hạnh Phúc đang bán xả với giá là 6 triệu con này nhé. Hàng made in Japan, Nhật lòi luôn. Nhật lòi made in Japan luôn quý vị nhé. Đấy, đây, Nhật lòi made in Japan luôn. Bát 40 này thì em có khoảng gần chục con. Đây, bên cạnh này em có rất là nhiều này. Đây, đó, nhìn rất là nhiều quý vị nhé. Thì quý vị quan tâm những cái con loa mà để mà chuyên to khỏe để chuyên chơi ạ. Đây, lỗ tắt hơi của nó to chà bá luôn. Đấy, đó. Thì quý vị muốn có những con loa như này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634982. Đó, loa đa năng đa dụng cho quý vị chơi bass, chơi guitar, chơi organ, chơi drum đều được hết quý vị nhé. Tăng to lên thêm một chút này. Đấy, to hơn nữa này. Ta dùng con trỏ quay quay lên này. Ok. Quay ngược lại xem nào, nó có bao nhiêu nhá. Đấy. Nó có khoảng 100 cái drum, 100 cái drum trong này. Dùi này rất hay, rất chất luôn, cho quý vị cầm rất là nhẹ tay và đánh thì cũng rất là ok quý vị nhé. Lại không nặng quá mà không nhẹ quá. Đó, đúng tiêu chuẩn để chúng ta chơi. Như vậy là quý vị vừa xem xong em test chi tiết cái bộ drum DD65 của Yamaha, hàng qua sử dụng còn siêu đẹp, siêu chất. Đấy, với giá bán chỉ có 3 triệu đồng về với bác Phạm Văn Hùng ở tỉnh Nam Định. Thì bây giờ chúng ta Hạnh Phúc sẽ tiến hành đến công đoạn là dán tem bảo hành, bao bọc và đóng gói. Chế độ bảo hành 2 tháng cho quý vị nhé. Đấy. Sẽ tiến hành đến công đoạn là bao bọc đóng gói để cho đơn hàng lên đường cho kịp giờ phát hàng. Còn quý vị muốn quan tâm những cái sản phẩm như thế này liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Đấy. Loa chuyên dụng để chơi các loại, để đây em có về 200 con nhưng chưa có thời gian để khui cho được các bác nhé. Nếu các bác cần thiết thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634982.
cho bác này một cái dây tín hiệu luôn. Thank you.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi xong cái clip và trung tâm nhạc Quỳnh Phúc test và đóng gói cái bộ đồ room điện DD65 về với khách hàng ở tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc với gia đình thân yêu của mình. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.